chào các bác hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bác một loại cây chuyên dùng để làm thuốc an thần chữa mất ngủ rất là hiệu quả và cách sử dụng thì rất đơn giản trước hết hãy mô tả qua một chút về cây này đây chính là cây lạc tiên có nơi gọi là cây nhãn lồng hoặc là lồng đèn hồng tiên long châu quả cây thuộc họ lạc tiên lạc tiên là một loại dây leo có thân mềm Lá mềm, toàn bộ phần thân, dây lá đều có lông mềm. Hoa màu trắng nhiều cánh rất đẹp, có màu hơi tím nhạt ở phía trong. Mùa hoa quả chính là vào mùa hè. Quả có đường kính từ 2 đến 3 cm, khi chín thì có màu vàng. Cây lạc tiên mọc hoang khắp nơi. Thường mọc ở những nơi có ánh sáng cao hoặc là vừa phải, độ ẩm cao hoặc là vừa phải. Thường thấy ở ven suối, bờ rào, đều thấy xuất hiện. Thường thì trẻ con vẫn hái quả về ăn. Quả thì có vị chua chua ngọt ngọt, thơm và ngon, mùi vị rất đặc biệt. Cách gieo trồng cũng khá là đơn giản. Đem quả chín về lấy hạt của nó để ươm thì nó sẽ mọc lên và đem đi trồng. Cây lạc tiên có những tính vị và tác dụng như sau. Toàn cây lạc tiên có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy quả có vị ngọt, chua, tính bình, mùi thơm, có tác dụng nhuận phế chỉ thống. Lạc tiên được dùng để làm thuốc an thần, chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh. Ngọn non của cây thường được thu hái để luộc ăn vào buổi chiều hoặc là trước khi đi ngủ vài giờ. Bộ phận dùng làm thuốc thì thu hái toàn bộ phần thân, dây, lá của cây lạc tiên này đem về băm nhỏ phơi khô mà dùng dần. Cũng có thể là pha rượu, không cần phải chế biến gì đặc biệt. Ngày dùng 6 đến 16 gram cây khô dưới dạng thuốc sắc hoặc là ngâm rượu để uống. Có tác dụng là ngủ an thần. Cũng có thể là phối hợp với các vị thuốc khác để dùng. Cách chế biến dưới dạng siro có đường được pha chế như sau. Lạc tiên 400 gram, lá vông 400 gram, Lá gai 100 g, rau má 100 g, tất cả nấu với nước cô đặc được 100 ml. Còn đường thì nấu thành siro, pha 6 phần cao với 4 phần siro, ngày uống 40 ml chia làm 2 lần. Sau đây là một số bài thuốc có lạc tiên. Bài thuốc thứ nhất là dùng để chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ hồi hộp thì bài thuốc này chế thành dạng cao lỏng nhé. Bài thuốc gồm có lạc tiên 150g, lá vông 130g, tâm sen 2,2g, lá dâu 10g, đường 90g. Tất cả nấu thành cao lỏng vừa đủ 100ml. Ngày dùng 2 đến 4 thìa to uống trước khi đi ngủ. Và bài thuốc thứ hai Bài thuốc thứ hai này thì có tác dụng gần tương tự với bài thuốc thứ nhất. Thuốc dùng để chữa hồi hộp, bồn chồn mất ngủ. Bài thuốc này cũng được chế dưới dạng cao và cách chế biến thì có hơi khác một chút. Cao lạc tiên gồm có cây lạc tiên 50g, lá vông 30g, lá dâu tằm 10g, liên tâm 2,2g, đường 90g, nước vừa đủ 100 ml axit benzoic để bảo quản và cồn vừa đủ để hòa tan axit benzoic. Ngày dùng 2 đến 4 thìa to, trẻ em 1 đến 2 thìa cà phê uống trước khi đi ngủ, dùng làm thuốc an thần gây ngủ, chữa hồi hộp bồn chồn. Ở các nước châu Âu, người ta cũng dùng hai loại lạc tiên khác nhau với những công dụng tương tự như nhau. Các bạn cũng có thể đem toàn bộ cái cây lạc tiên này đem về băm nhỏ phơi khô mà dùng dần. Mỗi lần dùng từ 6 đến 12 gram, đun nước uống cũng có tác dụng chữa an thần, mất ngủ. Dùng để làm thuốc an thần, chữa mất ngủ rất là hiệu quả. Tôi xin thông tin về một loại cây lạc tiên nữa, có tên là lạc tiên trứng. Mọi người thì thường dùng loại quả này để pha chế đồ uống, làm nước giải khát thì quả này được dùng để làm nước giải khát. Có tác dụng là làm mát và bổ. Cách làm như sau. Quả chín càng chín càng thơm, 0,5kg, bổ đôi não hết ruột, ép và lọc lấy dịch quả. Đường trắng 0,250kg, hòa với 1 lít nước, đun sôi để nguội. Đổ dịch quả vào nước đường trộn đều, uống với nước đá nước quả lạc tiên trứng có mùi thơm đặc biệt, vị hơi chua, chứa nhiều vitamin nhất là B2. Quả lạc tiên trứng này thì chính là cái quả chanh leo. Mọi người thường lấy về pha nước uống rất là ngon. Trên đây là những thông tin về cây lạc tiên. Nếu như các bạn biết thêm điều gì, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.